Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 8 năm 2024, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra lễ hội Tết Xíp Xí cổ truyền với chủ đề Hương sắc phù hoa, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Thái, huyện Phú Yên, thu hút và đầu tư vào ngành du lịch, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch, hình ảnh con người Phú Yên đến nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, du khách trong nước và quốc tế. Từ 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại Đình Chu, xã Quang Huy, nhân dân và du khách sẽ được trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Thái, huyện Phú Yên với các nội dung hấp dẫn như thi trình diễn trang phục dân tộc, thi đan nơm, dệt thổ cẩm, làm bánh, kết hợp không gian văn hóa như đánh cồng chiêng, đánh đuống và các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp, nông sản địa phương. Kính mời nhân dân và du khách đến tham gia và trải nghiệm.